về min thì hôm trước thầy có nói rằng là một số đồng ấy đồng min nó đi trước nên là nó sẽ gặp cái áp lực chốt lời cụ thể là đồng pepe này các bạn này nó lên cái mốc là 172 và bây giờ nó đang ở cái mốc của 146 nó cũng điều chỉnh được khoảng tầm 20 đến 25 phần trăm thì tại thời điểm hiện hôm trước ở cái vùng này thì thầy có nói là anh chị em nên swap sang một số đồng khác như là miro bobe hoặc là ton, những cái đồng mà nó chưa có cái biên độ tăng nhiều lắm thì hiện tại thì uh, uh, đồng 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 pepe nó sẽ nó sẽ điều chỉnh nhưng mà về dài hạn các bạn về dài hạn nhé thì pepe nó vẫn còn biên độ tăng đấy pepe nó có thể tăng lên độ khoảng tầm hai năm sáu hoặc cao hơn là ba hai năm điều đấy thì không không phải bàn cãi nhưng mà có thể là các bạn sẽ phải đợi nó thời gian nó dài hơn trong cái tháng năm Ờ, trong tháng 5 thì PP đã tăng được khoảng hơn hơn 100%, cụ thể là 130 phần uh, 130% thì cũng là một cái mức tăng rất tốt, nó cũng tăng uh, cũng chẳng kém gì tháng uh, tháng 3, tháng 3 và tháng 5 là hai cái tháng tăng tốt nhất của PP. Thì PP còn tăng nhưng mà trong ngắn hạn thì nó sẽ điều chỉnh nhé các bạn nhé Tại vì sao? Lý do là nó cũng lên đến đỉnh mây rồi các bạn này. Nó lên đến đỉnh mây và bây giờ nó gặp áp lực chốt lời. Uh, xu hướng tăng còn không? Còn nha các bạn nhé Tùy anh chị em, các bạn muốn giữ cũng được. Mà Thật ra là nếu bây giờ chốt thì nó đã giảm 20% thì cái này thì thầy không không nói nữa. Uh, hôm trước thì nó lên đỉnh mây thì thầy có nói anh chị em swap bớt. Mà bây giờ thì tùy anh chị em. Uh, people, uh, people thì uh, thầy cũng nói rồi. Bây giờ vào people nó khá là rủi ro đấy. Uh, nó sẽ gặp, nó đã lên, và nó vượt quá đỉnh mây rồi. Như là khi mà nó giảm thì nó sẽ giảm rất là mạnh. Thì thầy cũng đã cô anh chị em là chốt dần. Đấy hôm trước nó lên đỉnh mây ở vùng là uh, không... 0.1 đấy bây giờ nó lên là 0.18 Ở đấy thì tùy đến chị em à, Bon, Bon cũng thế Tương tự như là Tương tự như Pepe khi nó lên đỉnh mây Nó gặp áp lực chốt lời này các bạn này đấy Floki, Floki cũng thế Floki các bạn biết là nó gần lên đỉnh mây Và nó gặp áp lực chốt lời này Nó sẽ bay tiếp nhưng mà nó sẽ phải điều chỉnh các bạn Dogwit cũng thế, đấy là những cái đồng mà uh, nó Ờ à, Dogwit thì chưa tăng Dogwit chính ra bây giờ nó vẫn còn tăng tiếp nhá Miro Miro thì những cái đồng này nó chạy sau ạ chạy sau nên là dư địa nó còn tăng khá là tốt Miro nó sẽ lên khoảng tầm uh, 0.35 uh, và 0.45 sẽ là cái target tiếp theo uh, Bred uh, cũng thế, Bred thì uh, hôm trước thầy cô đến chị em đấy, nó còn có thể tăng đến là uh, 0.13 uh, Bobbe. Bobbe, cũng tương tự, Bobbe thì uh, cũng là một cái đồng min của hệ son uh, Đó thì uh, đồng này thì uh, cái việc mà nó lên uh, 0.19 Uh, còn lên 19 hoặc là không không chấm không hai thì là nó rất là nếu mà các bạn mà kiên nhẫn mấy cái đồng này nhá nó nó thì thể cũng nói nói nhiều rồi nó thì cũng có cô đang chị em để mua và bây giờ nó vẫn còn tăng tiếp nhá thì ta cái tiếp theo có thể là lên vùng là 0 chấm không hai đấy Uh, Shiba Inu thì với Doc thì tất nhiên là mấy cái đồng này thì uh, thầy cũng không uh, mình 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 sẽ uh, những cái đồng kia thì nó sẽ, sẽ tốt hơn. Nhưng mà bây giờ thì uh, chính là là Inu uh, những cái đồng kia nó bay trước rồi. Ví dụ như đồng này các bạn hoàn toàn có thể target là 305 hoặc là 320 nó vừa nó vẫn ở cái vùng tích lũy. đó coi cũng thế các bạn. Đấy, Doc coi cũng thế. Nó còn cái biên độ tăng meme mê, mê. Mê, mê thì là một cái đồng meme của hệ uh, của của bạn Binance đấy thì nó còn dư địa tăng khá là tốt nhưng mà tất, tất nhiên là uh, tăng uh, uh, nó không thể nào nó bay như là là bon hay là uh, Floki hay là Pepe được đâu bạn, Tại vì cái này ý, là nó uh, nó gọi là con mincoi công nghiệp. Đấy thì lúc nào mà market ấy nó gom đủ rồi thì có thể là lúc đấy nó mới bay được. Thì nó nó, nó sẽ phụ thuộc vào ý chí của market nhiều các bạn.